Bạch tuộc lười bơi, chận quá vàng trên người cô gái xinh đẹp và cái kết. Ôi trời ơi! Hả? Có chọn người đi ké cũng phải chọn người đẹp y như con bạch tuộc này mọi người ơi. Đúng là có mắt nhìn nha. Con bạch tuộc già khiến cho cư dân mạng rần rần ghen tị về cái hành động này. Chuyện là nhân lúc cô gái xinh đẹp đang đi lặn, bạch tuộc ta đã bám vào ngay mông của cô gái. Ôi là trời ơi, bám thiệt là chặt, không có chịu buông luôn nha. Chưa hết, mày cái xúc tu hả, đâu có chịu nghe lời đâu. Ta nói đụng chạm hết chỗ đùi rồi tới mấy chỗ khác nữa kìa. Thấy ghê chưa? Đúng là mà đợi có ăn là có thiệt nha. Chỉ việc bám vô người chị thôi là em đấy sẽ được đi khắp mọi nơi mà chẳng phải bơi làm gì chi cho mệt. Có em bạch tuộc đúng kiểu. Trời ơi, cái chỗ này ấm áp mà lại hôi quá đi à. Không biết là cái chị gái này ăn gì mà xả khí độc còn hơn cả mình luôn vậy kìa. Cô gái này cũng rất là cưng chiều bạch tuộc nha. Sau khi mà biết con vật này bám vô người mình thì cũng rất là nhẹ nhàng chạm cho tua, xoa đầu như thể cứ tự nhiên nha, không sao đâu nè. Lát lên bờ á, cái chị biến em thành bạch tuộc nướng muối ớt ngay giờ luôn hen. Với bạn xem xong thì ai nấy cũng đều ngưỡng mộ cái sự dũng cảm của em bạch tuộc này. Bạch tuộc sướng thế, lát lên được chị sưởi ấm bằng than cho nha. Bạch tuộc biết lựa chỗ nằm quá gian cho em nữa ta. Tôi không có thể rời mắt khỏi con bạch tuộc. Ayo, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Đừng quên like, bình luận và nhấn đăng ký kênh Tin Nhanh 5K để cập nhật những tin tức mới nhất mỗi ngày.